Vào ngày hôm qua, thì máy bay chiến đấu Rafale của Pháp đã tiến hành cuộc không kích đầu tiên vào một kho hậu cần của Tổ chức Hồi giáo IS tại Iraq. Tổng thống Pháp François Hollande cho biết cuộc không kích được tiến hành vào lúc 9 giờ 40 phút sáng theo giờ Iraq và đã phá hủy thành công mục tiêu. Ông Hollande cam kết chiến dịch không kích ở Iraq sẽ được tiếp tục, nhưng Pháp sẽ không cử bộ binh đến đây và cũng không mở rộng các cuộc không kích sang Syria. Tổng thống Mỹ Barack Obama vào ngày 18 tháng 9 đã hoan nghênh Pháp quyết định phối hợp với lực lượng Mỹ tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Tổ chức Hồi giáo IS ở Iraq. Ông Obama đánh giá Iraq là một đối tác hăng hái trong nỗ lực chống khủng bố của Mỹ và lấy làm hài lòng rằng hai nước một lần nữa hợp tác để đảm bảo nền an ninh và các giá trị chung.